Để tiếp nối chương trình vòng tay cầu hôn của ngày hôm nay, nghệ sĩ Trần Long Ẩn sẽ cho con sáo diều này phí trâu, phí trâu. Anh ơi, anh, tình hình là có lên nổi anh ạ. Gió quá mô. Đúng có gió. Gió mô. Đó, gió to đấy. Gió này phải dựng nổi lên này. Căng lên đi. Đừng đi cho sạp kế mới nè. Cầm, cầm gió đấy là cho sạp kế mới nè. Đó. Nhạc sĩ đang nói khi nào cầm thì thầy gió kế. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ôi không. Bác ăn. Chưa, chưa, chưa. Phải kéo tí nữa đây, bác phải kéo lên tí nữa. Mặc cái đâu đây? Mặc cái hả? Để phải bắt giấy nữa nè. Lắc cái len lên cho lắm. Đấy. Ôi không, lên rồi, lên nào. Oh yeah. Cái gì vậy? Ồ, gió nhỏ quá. Ồ, ồ.